Hello, Đỗ Quốc Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 2020. Đỗ Quốc Thành Luân xin được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý hàng. Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với toàn thể quý hàng một chiếc sập ba thành, gọi là giường ba thành cũng được, mẫu cổ đồ Huế. Và chiếc sập này Thành Luân làm theo đơn đặt hàng của một anh khách hàng. Đó là anh Long, anh đến từ Hưng Yên. Và sau đây chúng ta sẽ cùng với Đỗ Quốc Thành Luân chúng tôi để đi vào đường nét chi tiết của sản phẩm trên. Xin mời quý khách. Vâng, trên màn hình quý khách đang thấy đây là chiếc sập ba thành. Đây là hàng siêu khủng luôn. Chúng tôi nhấn mạnh đây là hàng siêu VIP luôn, siêu VIP luôn, siêu đỉnh cao. Và các cái sản phẩm này thì trước đây chúng tôi cũng đã làm rất nhiều, và sau đó trên thị trường cũng đã thấy cái mẫu giống của đồ gỗ Thành Luân rồi. Nhưng chúng tôi dám khẳng định rằng trên thị trường không có chiếc nào dày dặn và đẳng cấp được như chiếc như này. Đó, chiếc siêu phẩm sập ba thành mẫu tích trường cổ đồ Huế. Nó rất kỹ, rất đẳng cấp và siêu dày dặn. Và dày dặn siêu như nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi hết clip này. Chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Và xin mời, xin mời khách. Anh Thanh, anh cầm cho em cái thước này. Thước. Vâng, đây là chiếc sập ba thành mẫu tích cổ đồ Huế. Và chúng ta sẽ cùng đi xung quanh chiếc giường này, một vòng chiếc sập này, một vòng chiếc sập này, để quý khách cùng chiêm ngưỡng. Và chiếc sập này có kích thước 1m8 x 2m2, 1m8 x 2m2. Tôi nhấn mạnh là 1m8 x 2m2. Đây là hàng siêu VIP, anh đo cái chân. Đây hàng siêu VIP luôn. Đây đây anh. Hàng siêu VIP luôn. Đây là chiếc sập này chân 18, chân vuông 18 phân. Rất đẹp luôn. Và cái phần ván mặt, ván mặt này chúng tôi là ván mặt hai lá và là ván dày đậu 2 phân rưỡi, 3 phân cưa đi còn 2 phân rưỡi đậu. Đấy, và tiếp theo là cái phần khuôn tranh này chúng tôi là làm rất dày luôn. Khuôn tranh này là dày 7 phân. Cực kỳ dày, chân vuông 18 phân và toàn bộ đường nét được đục chạm rất chi là đẹp, đục phúc thọ. Thọ đỉnh và thọ tròn. Rất đẹp và giá trị. Và ván mặt này chúng tôi làm dày là 2 phân rưỡi đậu. Và riêng cái mặt này cực kỳ là nặng. Mặt này chúng tôi là nặng phải tầm độ khoảng 4 tạ. Đấy, và cái đường nét hoa văn họa tiết ở trên cái chiếc sập này quý khách có thể thấy được, đục tích cổ đồ, đục rất chi là đẹp, đục rất chi là mau mắn và đẹp. Và tiếp nữa, tiếp nữa cái phần phần vách tựa này. Đấy, riêng cái phần khuôn tranh vách tựa này chúng tôi là làm dày là 5 phân 5 phân rưỡi, 5 phân đến 5 phân rưỡi. Đấy, và cái ván này chúng tôi làm dày là 3 phân rưỡi, rất chi là dày, cực kỳ là dày luôn. Đường nét là đục chạm rất chi là kỹ. Quý khách nào có nhu cầu sở hữu cái sản phẩm tương tự như này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình: 0967110389 hoặc 0972770888, hoặc khách có thể về trực tiếp tại hai cơ sở của Đồ Gỗ Thành Luân. Cơ sở 1 nằm tại đầu thôn Ngạch Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 chúng tôi số nhà 71-73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Và mọi thông tin, ý kiến đóng góp quý khách vui lòng bình luận, comment dưới video clip dưới này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của quý khách hàng. Đấy, mọi người đừng quên đăng ký kênh của Thành Luân để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các siêu phẩm chúng tôi cập nhật hàng ngày. Mỗi ngày chúng tôi cập nhật rất nhiều các siêu phẩm đẳng cấp và đỉnh cao. Tôi xin nhắc lại, hôm nay là ngày 22 tháng 3 2020, chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc sập ba thành mẫu tích cổ đồ Huế. Đấy, được có kích thước 1m8 x 2m2, chất liệu bằng gỗ gụ, làm cho đơn theo đơn đặt hàng của anh Long đến từ Hưng Yên. Vâng, thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại các khách trong những video clip tiếp theo.